Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức của các sao Hàn. Ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với thông tin nóng nhất có trong ngày hôm nay. Cách đây không lâu, Netflix xác nhận sản xuất bộ phim tài liệu Blackpink Light Up The Sky kể về cuộc sống khi chưa ra mắt, quá trình luyện tập nghiêm ngặt, màn debut bùng nổ năm 2016 và 4 năm sự nghiệp rực rỡ của Blackpink. Trước thềm lên sóng vào ngày 14 tháng 10, trailer chính thức của bộ phim này được công bố, qua đó hé lộ nhiều hình ảnh hiếm hoi về 4 cô nàng tài năng đến từ YG khi mà chưa debut và lúc làm việc trong studio. Vừa qua, bộ phim tài liệu mang tên Blackpink Light Up The Sky của nhóm nhạc đình đám toàn cầu Blackpink đã phát hành đoạn trailer chính thức. Đoạn trailer kéo dài hơn 1 phút, có mặt đầy đủ từng thành viên của nhóm, gồm Rose, Jisoo, Lisa và Jennie. Trailer bao gồm hoạt động của nhóm trong studio, trên sân khấu, những cuộc gặp gỡ với người hâm mộ và những chia sẻ đầy cảm xúc của họ về quá trình trưởng thành với đam mê của mình. Đoạn trailer mở đầu với cảnh Lisa hát trong phòng thu dưới sự quan sát của từng thành viên và nhà sản xuất Teddy. Đây là phân cảnh người hâm mộ chưa bao giờ được thấy. Đã thấy đoạn hát I'm ready for love, tạm dịch là em sẵn sàng cho tình yêu của Lisa, nghe còn rất lạ tai. Không rõ đây là một phần của ca khúc mới trong album hay là một bài hát chưa được phát hành. Fan còn ngược dòng về quá khứ, quay về thời Blackpink chưa ra mắt, không có nhiều tư liệu về họ khi còn là Jennie. Trước thềm debut, YG chỉ tung đúng một video cả nhóm mặc đồ đen khoe vũ đạo. Thế nhưng đoạn trailer của phim tài liệu cho thấy rằng 4 cô nàng tập nhảy vô cùng nhiệt huyết, có cả cảnh Jisoo tập hát solo. Các thành viên của Blackpink đều phải tập luyện nhiều năm mới được ra mắt, do đó khoảnh khắc cho thấy sự nỗ lực và quá trình trưởng thành của họ vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, những hình ảnh này khá ngắn ngủi, hứa hẹn cảnh luyện tập của nhóm sẽ còn bị ém trong phim. Đặc biệt, trong đoạn trailer lần này chia sẻ về nhóm nhạc cũng như quá trình nỗ lực hết mình để có được thành công như ngày hôm nay, bông hồng nước Úc Rose đã không kìm nổi xúc động mà bật khóc. Mọi cảm xúc vui buồn lẫn lộn đều được từng thành viên thể hiện trong đoạn trailer này. Còn Jisoo thì thú nhận rằng, có ổn không nếu tôi từ bỏ chỉ vì mọi thứ chật vật hơn một chút. Điều này làm fan càng thêm tò mò, hóng ngày bộ phim lên sóng sau khi full album đầu tay của Blackpink ra lò. Về bộ phim tài liệu này, Netflix tuyên bố rằng ban nhạc nữ phá vỡ kỷ lục của Hàn Quốc Blackpink kể câu chuyện của họ và kể chi tiết về hành trình gian khổ của những ước mơ và thử thách đằng sau sự vươn lên như vũ bão của họ. Được biết, Caroline Su, đạo diễn của series phim tài liệu Sát Phát Acid Hit, là nhà sản xuất đằng sau Blackpink Light Up The Sky. Blackpink Light Up The Sky dự kiến dài 79 phút, được phát hành vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ Kbiz 24 giờ nhé.